Lý do và ý nghĩa của việc cạo tóc khi xuất gia. Còn đọc trên mạng, đa số đều giải thích cạo đầu như là ẩn dụ của việc bỏ đi những chuyện thế tục để lo tu. Mà con nghĩ có nguyên nhân khác liên quan đến thời đại lịch sử của một câu chuyện nào đó, chứ không thể giải thích đơn giản như trên được. Cái thứ hai là con thấy các sư đắp y để hở vai, có lúc lại che kín hai vai. Như thế là như thế nào? Có phải khi có Phật sự thì sẽ phải chỉnh tề hơn hay không? Nó như thế này, cái việc cạo tóc ấy, thứ nhất là nó mang ý nghĩa là rũ bỏ thế tục, rũ bỏ thế tục. Và cái ý nghĩa thứ hai đó, đó là nhờ cạo tóc ấy, cho nên là nó hủy đi cái tướng mạo, có nghĩa là hủy đi cái sự xinh đẹp của mình. Và ý nghĩa nữa là nhờ cái việc mà cạo bỏ râu tóc ấy, thì nó sẽ giúp cho vị ấy không có tốn thời gian cho cái việc trang điểm. Quý vị nghĩ, ủa lạ, tóc mà trang điểm cái gì? Quý vị là người cư sĩ thì thấy là biết rồi, nói cái chuyện gội đầu không thôi nó cũng mệt đấy, rồi cái chuyện chải tóc không thôi nó cũng mệt, rồi cái chuyện cắt tóc không thôi nó cũng mệt. Bởi vì chúng ta sẽ phải lựa chọn dầu gội như thế nào để nó tránh gào, để nó mượt tóc đấy, rồi chải thì phải chải tóc theo cái kiểu gì, rồi tóc sáng sớm thì nó phải bù xù. Nói cái chuyện mà tốn thời gian để chăm sóc cái tóc không thôi đó, nó cũng rất là phiền, mà chỉ cần vẽ cạo đầu là xong việc đấy. Và xin thưa là sau khi tu một thời gian thì vậy có thể là tự lấy cái dao cạo, là vậy tự cạo đầu luôn, khỏi phải nhờ ai hết, nó rất là khỏe thay vì phải ra tiệm đấy. Và đó là một cái gọi là một cái kỹ năng mà một vị tu sĩ đương nhiên có. Do đó sư thấy sư sẽ rất là ngạc nhiên khi mà có một vị tu sĩ nào đó nói rằng vị ấy để tóc bởi vì ra ngoài tiệm họ họ không chịu cạo đầu. Bởi vì vị ấy không có khả năng tự cạo đầu thì sư sẽ rất là lấy làm ngạc nhiên.